Xin giới thiệu cả nhà, đây là vườn bưởi nhá. Đây vườn bưởi giống mới, mới trồng được 2 năm. Đấy, mới trồng được 2 năm. Hôm nay là tiến hành cắt cải tạo. Đây là cây cây bố mẹ của nó đây. Rất to cao luôn, quả đầy, quả toàn kiểu quả chùm. Bưởi này là bưởi người giống bưởi ngọt, tôm tròn giòn, ăn rất là ngon. Đấy, đấy nhá, đấy, cái bưởi trồng được 2 năm, 2 năm thì có cây đẹp, có cây bình thường. Ví dụ như cây này thì quá khủng luôn, này cái gốc nó phải to gấp đôi cái ấy rồi. Gấp đôi cái lon bia đấy, đẹp. Rất là nhiều, rất là đẹp, rất là to. Hôm nay mình sẽ tiến hành cắt vệ sinh, nhưng mà bởi vì là thường thì cắt hết, nhưng mà bởi vì mà mình cắt nhưng mà còn vẫn còn những cái cành nó đẹp thì mình để mình chiết tiếp, chứ mình không cắt bỏ nó phí đấy. Mời anh em sẽ theo dõi nhá. Ấn chưa? Cái này cũng phải bỏ, nhưng mà bây giờ để sau để chiết. À, nhưng cái này nó lại dính vào cái thân lớn kia, sợ nó bị ảnh hưởng. Ôi, không sắp rồi. Đấy, cái cành như này bỏ hết, cành sắp bỏ hết, không để. Đấy, đấy. Bỏ hết cái này con nhé. Đấy. Đấy. Đấy, sạch hết. Mình sẽ nuôi cây này sẽ tán cao và to, nhưng cái cành này mình cứ để như là xong chiết, còn tương lai thì không được. Đấy, những cái cành, những cái mầm vỏng này cắt bỏ hết. Đấy, đây là những cái lộc này không sinh trưởng, không sinh sản được, cho nên cắt bỏ. Đấy, mấy cái lộc còn là cắt bỏ hết. Đấy, cắt vào hết cho nó. Quang tán thì cây nó sẽ quang hợp tốt để phát triển. Đây nhá bà con nhìn nhá. Đây con nhìn. Các con nhìn nhá, cái cành này rất là đẹp, mình để sau mình chiết. Đó, sau mình chiết. Thế nhưng mà đây, bởi vì nó như này, nên nó bị chẹn vào cái vết thịt của cái thân chính này. Vết thịt thân chính này. Thế cho nên là bắt buộc mình phải cắt bỏ đây. Cắt bỏ đây, không là nó sau này nó ép thân đấy, nó sẽ bị sâu. Đấy, bị sâu thì sẽ rất là ảnh hưởng đến cái thân chính. Ảnh hưởng thân chính của mình. Đây nhá, cái gốc này nha, bà con nhá, nhìn nha này. Gốc này mới trồng chiết 2 năm gần bằng viên gạch. Đó, tuyệt vời chưa? Cắt bỏ nhé. Sao cả vài năm sau là nó cái thân chính nó sẽ ảnh hưởng.
Vì cắt được cây quá ngon. Những phần sườn xào này là sau mình sẽ tiến hành chiết để chuyển sang giống mới. Đấy. Rồi tiếp tục. Rất là đẹp này. Cây này vào luôn. Ngọn rau của đại ca. Xong này hai cành này là để chiết này. Chiết xong cắt bỏ. Những cành này để chiết, cắt bỏ. Đấy thôi. Đơn giản này. Để sang cây khác. Ui, xin chào cảm ơn. Ngon quá. Không đổi ví nữa.